Ở trong đây thì thưa quan xin phép giãn một cái chút thời gian, bởi vì có cái câu comment của anh Minh á, nếu chúng ta nhìn rõ ra thì thưa quan thấy rất là hay. Thì trước tiên thì em rất mong anh Minh tương tác để em hỏi ha, để anh Minh xác nhận xem là cái góc nhìn của em và cái câu comment của anh nó có đúng hay không. Thứ nhất là anh Minh comment là tại sao ở bên Mỹ có những người dân như vậy, họ phải làm cái hành động gọi là bạo loạn lật đổ, đúng không, là muốn đảo chính đi ha, mình nói nôm na vậy, tấn công đảo chính. Còn trong khi ở bên Mỹ thì mọi người nhớ rồi đúng không, vào năm 2021 thì là người dân lại ào vào cái tòa nhà của Quốc hội Mỹ đúng không. Và câu chốt của anh Minh nói rằng là vậy tại sao họ không biểu hiện những cái hành động đó qua những cái lá phiếu bầu của cá nhân mình, hoặc là những đề đạt, tức là ý anh Minh đó là tại sao không có làm một cách gì đó nó đúng theo luật pháp, ví dụ như đề đạt hay là đưa cái nguyện vọng, hay là nói nôm na như là cái những thành phần bên kia hay sử dụng cái cụm từ là thỉnh nguyện thư đó, để yêu cầu chính phủ Đức thế này, chính phủ Mỹ thế kia thay đổi cho người dân sống tốt hơn, đúng không, mà phải làm những hành động như vậy. Và cuối cùng là tại sao, là ý anh Minh đó là tại sao không 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 khoa phiếu bầu. Cái câu này hay ấy, chung có nghĩa là gì, những thành phần bên kia nó thường rêu rao, nó ra rả đó, ôi các bạn ở đó, các bạn có được cầm phiếu đi bầu hay không, các bạn có được là tự do dân chủ là bầu ra thế này bầu ra thế kia không, cái nguyện vọng của mình hay không, đúng không. Thì những cái hành động của cái trong cái câu comment của Minh đó, nó nói cho chúng ta thấy, chứng tỏ là gì, người dân không có tự do dân chủ, không có dân chủ nhân quyền, cho nên họ bức bối quá mà họ mới đi đến cái hành động tiêu cực, đó là gì, tham gia đảo chính, tham gia tấn công vào tòa nhà quốc hội. Nói theo một cách khác, nó biểu hiện của vấn đề gì, đất nước thì vỡ bờ. Chung thấy thế nào? Theo em nghĩ thì cũng hợp lý. Hợp lý tại sao hợp lý? Bởi chúng ta theo dõi qua các cái luồng thông tin, chúng ta thấy rất là rõ. Cứ mỗi một lần mà đến bầu cử ở Việt Nam chúng ta đó, thì nhiều thành phần nó lên nó cho rằng Việt Nam chúng ta là thiếu dân chủ, đúng không ạ? Dân chủ. Thiếu dân chủ. Người dân là không được đi bầu, rồi có trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu hay không, rồi vân vân cả. Thì chúng ta so sánh lại, chúng ta sẽ thấy nước Mỹ thì bầu cho ai? Bầu cho đại cử tri. Tổng thống Mỹ do ai bầu ra? Đó là đại cử tri. Đại cử tri người ta bầu ra, chứ không phải người dân Mỹ nha. Chúng ta khẳng định cái điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhớ hai cuộc bầu cử gần đây nhất, thì giữa ông Donald Trump và bà Hillary, thì cái phiếu phổ Đúng thông rồi. á, có nghĩa là phiếu của người dân á, bầu cho bà Hillary thì nhiều hơn, nhưng mà người thắng cử trúng cử tổng thống lại Donald Trump, bởi vì ông ta được nhiều phiếu đại cử tri hơn. Hay là gần đây nhất giữa ông Donald Trump và ông Biden, thì cái phiếu phổ thông đó, có nghĩa là phiếu người dân đó, thì lại bầu cho ông Donald Trump nhiều hơn. Thế nhưng ông Biden thì ông lại được nhiều phiếu đại cử tri hơn, thì ông thắng cử. Hay là như anh Minh ở đây là rõ nhất này, ở Anh đợt vừa rồi cũng vậy thôi, thay thủ tướng liên tục, đúng không ạ? Đúng rồi. Từ ông Johnson rồi đến cái bà Liz Truss rồi đó, đúng không? Bây giờ đến một cái ông mới, thì là do đảng cầm quyền người ta bầu ra, cái đảng người ta đang 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 cầm quyền người ta bầu ra, chứ đâu phải là người khác bầu đâu, hay là người dân bầu đâu, đúng không ạ? Thế thì theo em nghĩ là cái comment này của anh Minh rất là hợp lý, bởi vì các cái cuộc bầu cử ở Mỹ đó, thì thời gian gần đây chúng ta theo dõi, chúng ta biết đều là do gì ạ? Đều là do cái gian lận bầu cử, đúng ạ? Thông tin người ta nói vậy mà. Ông Donald Trump cũng khẳng định rất rõ cái điều đó. Ông nói là gì? Đó là do gian lận bầu cử thì mới có cái chuyện đó, chứ không thì ông đã trúng cử rồi. Thế thì thử hỏi cái thông tin đó nó có chính xác hay không. Nếu mà nó chính xác thì các anh có dân chủ không? Mà nó không chính xác thì ngược lại các anh cũng có dân chủ không? Khi
mà một cuộc bầu cử của một quốc gia đứng đầu thế giới này mà lại có gian lận, đúng không ạ? Thì cái điều này em thấy nó hết sức là vô lý. Đấy, thì ngày hôm nay qua cái sự việc người dân Mỹ tấn công vào tòa nhà Quốc hội tại đồi Capitol, hay là 25 người ở Đức người ta muốn lật đổ chính phủ để thành lập chính phủ mới, thì cái điều này nó thể hiện rất rõ là gì? Đó là ý chí, nguyện vọng, đúng không ạ? Quyền và nghĩa vụ của người dân người ta bị ảnh hưởng, hay là nói ngắn gọn là người ta thiếu đi cái góc độ tự do dân chủ nhân quyền đấy, ngắn gọn là như vậy. Thì người ta tức nước, người ta vỡ bờ, người ta phải có những cái hành động như vậy, đúng không? Nếu mà theo tiêu chuẩn của những cái anh ở bên kia thế giới anh hay đề cập đấy, thì có phải là như vậy không? Thì đó cũng là một cái câu hỏi, đồng thời là chúng ta cũng có thể thấy được một phần nào đó, đúng không ạ, cái bản chất bên trong của cái xã hội thực tại ở Mỹ, ở Đức và ở Anh cũng như ở các quốc gia khác hiện nay. Đấy, thì ngày hôm nay đó chúng ta thấy rất là rõ về bản chất, thì đối với những cái thành phần như Nguyễn Văn Đài thì nó không có gì thay đổi cả. Nó vẫn là sách cũ soạn lại thôi. Nó vẫn là chương trình giáo án của những cái thành phần chống phá trước, đúng không ạ? Hay là nói chung lại, đó là của những cái thành phần mà âm mưu mà thực hiện cái chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ ở Việt Nam chúng ta đấy. Nó soạn sẵn là rồi. Và những cái thành phần này nó chỉ đi lại thôi. Và mục đích của nó vẫn chỉ là quyên góp thôi, đánh bóng tên tuổi thôi. Chứ còn để giải quyết thực tế, có giải quyết được vấn đề gì không, thì chúng ta khẳng định một điều là không thể giải quyết vấn đề gì được. Giống như ở nước Mỹ, hiện nay chúng ta đang có tiểu vương quốc Cali đấy, của hoàng đế Đào Minh Quân đấy, đúng không? Hoàng đế thì nó phải có vương quốc chứ. Thì thế thì chúng ta cứ gọi là tiểu vương quốc Cali. Thì chúng ta thấy rất là rõ, thông qua cái việc mà bầu cử tổng thống Mỹ này, rồi là thông qua cái việc vừa rồi là bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ này, đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, kết hợp với các cái câu phát ngôn của nấm mốc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này, hay là vừa rồi của cái tay gọi là luật sư gì Nguyễn Quốc Lân đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy được thêm về bản chất bên trong, và nó cũng là phơi bày luôn cái bộ mặt thế nào là tự do, thế nào là dân chủ, thế nào là nhân quyền. Đấy, tự do, dân chủ, nhân quyền, nhưng anh không được đi ngược lại cái tiêu chí của một nhóm người nào đó. Còn nếu như anh mà có quan điểm riêng thì ngay lập tức anh sẽ bị đưa vào cái thành phần được gọi là gì ạ? Là phản bội, đúng không ạ? Là vô ơn, là ăn cháo đá bát, rồi vân vân cả. Đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ thông qua cái buổi mà chúng ta hội luận này, đúng không ạ? Thông qua các cái buổi mà chúng ta theo dõi các cái cuộc hội luận đấy của các anh ở bên đó, là chúng ta thấy, hay là cái hành động mà của Nguyễn Văn Đài đấy, đã đánh Ngô Kỷ rồi đập tay Ngô Kỷ đấy, đúng không ạ? Ở ngay cái buổi hội luận đấy, ở cái cầu truyền hình đấy, nghe bộ cầu truyền hình đấy, là chúng ta thấy được ngay đó là gì, đó là bản chất của những thành phần này thì mãi mãi không bao giờ thay đổi, dù chúng ta có tiếp cận, chúng ta có trao đổi, chúng ta có tranh luận, chúng ta có chứng minh thế nào đi chăng nữa, thì những thành phần này vẫn không bao giờ thay đổi. Mà em ở đây trên tinh thần là chúng ta tìm hiểu, sau đó là chúng ta chia sẻ, thì mục đích vẫn là để có được thêm cái thông tin, cái dữ liệu, vừa là cá nhân em học hỏi thêm, vừa là chia sẻ có thể là ở trong một cái phạm vi nhất định nào đó, để có thể là đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn nghe rồi các bạn đối chiếu xem là nó có phù hợp hay không, có phải là cứ sang Mỹ là sẽ được ở nhà lầu hay không, đi xe hơi hay không, hay là cứ sang Mỹ là chính phủ người ta lo hết hay không, đẻ con ra là chính phủ người ta lo từ A đến Z hay không, đúng không ạ? Rồi là vân vân và vân vân hết, rồi là phúc lợi xã hội có phải là tuyệt vời, cứ nằm ở nhà nó có chính phủ người ta cho không, tất tần tật những cái đó, thì ngày hôm nay nó gần như là nó phơi bày toàn bộ ra hết rồi. Thì từ đó chúng ta mới nhận thức được rằng là với cái chiêu trò, đúng không ạ, chống phá nhà nước, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam,
thì các cái đối tượng này có thể được nuôi dưỡng bởi một vài cái tổ chức phi chính phủ hoặc là vân vân, hoặc là các cái tổ chức khủng bố như Việt Tân chẳng hạn, thì sẽ bọn chúng sẽ không từ bất cứ một âm mưu thủ đoạn nào chống phá nhà nước chúng ta một cách nó kịch liệt, đúng không ạ? Chống phá đến cùng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy được là gì? Thông qua các cái vấn đề ngoại giao đấy, đúng không ạ? Thông qua các vấn đề ngoại giao đấy thì chúng ta đề cập một chút, như mới đây có cái thông tin là ông Antony Blinken, đúng không ạ, ngoại trưởng Mỹ, thì ông cũng đưa Việt Nam chúng ta vào cái danh sách là thiếu tự do tôn giáo liên quan đến cái vụ Thiền Nam bên bờ vực thẳm đấy. Thì không hiểu là ông Antony Blinken này có bị cấp dưới người ta dẫn dắt hay không thì em không biết, mà em nghĩ là không có đâu. Bởi vì với một trình độ một ngoại trưởng thì không thể nói chuyện là bị dẫn dắt được hoặc là bị thiếu thông tin được, đúng không? Mà không biết là có xem cái phiên tòa không, khi tòa người ta hỏi những cái thành phần ở trong cái Thiền Am này là tôn giáo gì thì người ta vẫn trả lời là không có tôn giáo. Đấy, thì cái điều đó chúng ta thấy là gì? Mặc dù người ta vẫn mong muốn nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện, đúng không ạ? Thế nhưng bên cạnh đó thì người ta vẫn dung túng. Dung túng ở đây cụ thể là gì? Các cái kênh truyền thông bẩn, VOA, rồi RFI, rồi BBC tiếng Việt vân vân cả, rồi ngay cả tổ chức khủng bố Việt Tân, chính phủ khủng bố quốc gia Việt Nam lâm thời, rồi là các cái thành phần khác như Trương Quốc Huy, Son Lê vân vân cả, đúng không ạ? Ngày ngày vẫn ra rả bóp méo xuyên tạc vu khống bôi nhọ, đúng không ạ? Từ cái chủ trương chính sách của Đảng, rồi là đến chính phủ, rồi đến lãnh đạo Đảng nhà nước, thì ngày ngày bọn chúng vẫn tiến hành cái điều đó. Thì góc độ nào đi chăng nữa thì người ta vẫn không từ bỏ cái âm mưu. Không riêng gì đối với nhà nước Việt Nam chúng ta, với cái vai trò lãnh đạo trung tâm của Đảng Cộng sản, mà kể cả bất kỳ một quốc gia nào khác, đúng không ạ, kể cả là theo tôn giáo nào đi chăng nữa, hay là thể chế chính trị nào đi chăng nữa, thì với cái mục đích người ta đặt ra là gì? Người ta muốn quốc gia người ta ở vị thế hàng đầu, là anh cả, là người có tiếng nói đâu các nước khác phải nghe đến đó. Thì cái điều này nó thể hiện rất rõ trong cái thời gian vừa qua rồi. Cứ bất kỳ quốc gia nào mà không tuân theo các cái tiêu chuẩn của nước Mỹ thì đều với một cái chiêu bài, đó là gì ạ? Tự do dân chủ nhân quyền. Và người ta sẽ tìm mọi cách người ta can thiệp. Can thiệp đầu tiên là can thiệp về các cái vấn đề nó thuộc về công việc nội bộ. Sau đó có thể người ta sẽ can thiệp bằng chính sách quân sự, đúng không ạ? Thậm chí người ta đưa quân sang, mà không phải đưa một mình, mà người ta còn kéo theo cả bầy đàn nữa, đúng không ạ? Để tấn công một quốc gia khác. Thì thông qua các cái mùa xuân Ả Rập các thứ đấy, thì chúng ta thấy được cái hoàn cảnh của các nước như Afghanistan này, Libya này, Syria này, vân vân cả. Ngay kể cả Liên bang Nam Tư cũng vậy thôi, đúng không ạ? Người ta cũng nhảy vào, người ta sâu xé, người ta chia cắt. Thì cái điều đó chúng ta thấy rất là rõ.